tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay là Như ngồi ở đây để cho mọi người thấy được rằng là một cô gái cái bụng giống như là có bầu 3-4 tháng, bây giờ dùng viên rau củ đề tóc thải mỡ thì eo của Như hiện tại là không còn một chút gì luôn, bóp là không còn thấy mỡ luôn nha mọi người nha. Ở trên livestream á là chị em phải trầm trồ, tại vì sao, ai biết Như từ 2-3 năm là đều biết Như có cái form bụng rất là to, bị mỡ cứng, mô mỡ cứng lâu năm. Và bây giờ thì Như đã dùng cái sản phẩm giảm cân vị đào kết hợp với viên rau củ, và nhà Như là mua một tặng một, mua một giảm cân vị đào tặng một viên rau củ đề tóc thải mỡ. Và ngày hôm nay từ cái dáng, từ cái eo cho mọi người thấy một điều là nói có sách mắt có chứng, Như giảm được, Như mới dám bán cho mọi người. Và Như giảm khỏe, vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống, vẫn đi quay clip bình thường, đó là cái mà Như thành công. Và giảm cân nhà Như một liệu trình chỉ giảm được từ 1 đến 2 kg. Nếu như mọi người có cơ địa tốt có thể giảm từ 3 đến 4 kg nha mọi người nha. Và eo của Như ngày hôm nay là một minh chứng. Các chị em nào bị mô mỡ cứng lâu năm cứ để lại thông tin bên dưới, Như sẽ tư vấn liệu trình cho các anh chị giảm sâu, giảm khỏe, không giảm hoàn tiền cho các anh chị luôn. Cái đó là cái điều tự tin luôn nha. Và mấy anh chị ăn vẫn cảm thấy ngon, không chua miệng, không lạc miệng, không bần thần, không mất nước nha các anh chị. Đào thải độc tố trong cơ thể cho các anh chị luôn, tránh tình trạng mất nước khi mà sử dụng giảm cân cho mấy anh chị. Có giấy phép do Bộ Y tế cấp phép, có giấy do Cục Hình sự cấp, không có chất cấm tributamin luôn nha mọi người. Rồi, comment để lại cân nặng bên dưới và comment tình trạng của mình, Như sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người nha. Ok.